Ăn với cái gì? Cao quá là có kho rồi đó, mình thích ăn thịt bánh đó rồi, chắc quá ăn cao quá. Này nè, lúc mà mình đi đi giải phẫu nè, ha, thẩm mỹ nè, cũng có ngọn cô chủ quán rồi, cô chủ quán nhà của anh đó, vợ cũng thích nhận rồi chấp chấp nhận là nuôi mình ha, cũng nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân rất là nhiều. Cũng cảm ơn ở đây thì Bùi Hồ xin thay mặt anh mến xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong nước cũng như ở ngoài nước đã động viên Bùi Hồ chở anh mến lên Sài Gòn để xem cái việc tái tạo lại gương mặt cho anh. Thì nhân cái cơ hội đó thì anh mới có cơ hội tìm lại cuộc đời như ngày hôm nay. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với bạn Nghệ Trần Độc Lạ Tâm Linh sẽ đi qua nhà anh mến để xem về cái tình hình sức khỏe của anh hôm nay như thế nào sau thời gian anh đi Sài Gòn và những gì anh chuẩn bị cho thời gian sắp tới để anh tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời thì Bùi Hồ hôm nay cũng sẽ trao cho anh một cái số tiền để coi như là thời gian này anh không đi làm, ở nhà để mà chuẩn bị cho cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ sắp tới. Thì mong là hôm nay hai anh em đi sẽ gặp nhiều thuận lợi và mong cô bác quý chị cùng ủng hộ cho Bùi Hồ cũng như là bạn Nghĩa Trần Độc Lạ Tâm Linh nha. Dạ cô bác quý anh chị, thì sau khoảng một cái thời gian thì Bùi Hồ cùng với bạn Nghĩa Trần Độc Lạ Tâm Linh đã tìm đến nhà anh mến. Thì hôm nay thấy nhà anh có mở cửa kìa, để vô đây xem anh đang làm cái gì ở trong đây. Tại vì sáng nay thì Bùi Hồ qua bên đây á thì cũng không có điện cho anh hay, giống như là tạo một bất ngờ cho anh về cái niềm vui trong ngày hôm nay. Anh Mến ơi, ủa sao anh đâu rồi, làm gì sao vậy, hay sao hả anh, sao hả? À, ở đây là cái chỗ này thì trồng cỏ. Ủa sao thấy trồng cỏ không mà sao nghe nói là hái rau nghe. Ủa sao anh thấy cỏ không mà? À, rau muống đồng hả? Hái nhà mình làm món gì ăn anh hả? Lột cánh nút có kho đồ ăn. Rồi đồ nhắn lòng nữa à? Dạ, không có lòng nữa. Dạ. Sáng giờ chưa ăn cơm hả anh? Dạ, mới tôi qua háo rồi, nó lột ăn. Dạ. Thì mình lột ăn với cái gì? Cao quá là có kho rồi đó, mình thích ăn thịt bánh đó rồi, chắc quá ăn cao quá. Ăn chao hả? Còn thấy là muốn ăn chạo à, không dạ. Quá mà. Thì hằng ngày nghe em anh lúc trước anh nói là với, cho mọi người biết là anh sáng đi xịt sâu ngoài ruộng ngoài đó đó ha anh hả? À, dạ. Cũng đồng sang hè này đây ha. À. Hái nãy giờ nhiều chưa? Ờ cũng mới hái mà. Hái qua à. Dạ. Hái qua hả? Dạ. Ôi có rau này ăn là ngon lành rồi. Bây giờ mình còn đi xịt không? Không, ngủ quá anh. Qua đợt rồi. Qua đợt xịt hả? Qua đợt xịt rồi. Với lại đợt đi Sài Gòn sao? Bác sĩ có nói cho mình đi xịt nữa không? Bác sĩ nó cũng khuyên mình ở nhà ăn uống đầy đủ đi, cho lại xúc đi. Giảm xịt lại. Dạ. Hạn chế tiếp xúc với thuốc sâu. Thuốc sâu quá. Rồi hiện nay cái tâm trạng của mình sau đợt đi lên thứ hai Phong dẫn đi đó thì anh thấy sao? Vui lắm. Cho mọi người biết đi. Vui mừng lắm. Mà trong thời gian còn đợi nó quá khứ hợp rồi. À, mỗi một ngày với anh, đối với anh thì không còn là 24 giờ nữa mà nó đúng coi rồi. Như là nó 48 giờ. 48 giờ, nó già quá già, trong hai tuần này quá già. Đợi hoài anh. Đợi trong nước cực quả như thế nào. Dạ. Thì cái tâm trạng của mình bây giờ người ta đã chịu chấp nhận rồi, hai bệnh viện thẩm mỹ Can Nam thì liên hệ cho em, còn GW của hai bệnh viện đều của Hàn Quốc. Họ chịu chấp nhận can thiệp về cái gương mặt, tái tạo lại gương mặt cho mình. Nên mình cũng yên tâm phần nào. Nghe nói là hôm trước Phong nói với em là họ nếu như mà xấu nhất thì họ sẽ đem sang Hàn Quốc luôn anh hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Xấu nhất là họ đem sang Hàn Quốc luôn. Cho anh hái ít cọng rau nữa đi. Rồi ít cọng rau nữa, vô nhà nắng quá. Hôm nay em báo cho anh một cái tin vui luôn, có rất là nhiều mạnh thường quân. Dạ hỗ trợ cho anh. Nhớ là mai mốt không có đi xịt sâu nữa. Ổn thịt quá. Dạ. Con thả thuốc sâu nó thánh ngoạc rồi hút có sao không? Dạ. Cũng có nói với cái chú ở xóm rồi, bắt đầu ra là con ngửi xịt. Dạ, mạnh thường quân cũng có gửi tiền cho anh trong cái thời gian này mình không có lao động nè. Dạ. Rồi gửi cho anh để có anh có chi phí ăn uống. Mẹ, sáng nay mẹ anh đâu rồi? À, ở bệnh viện thánh ngoạc rồi, với Long Tỉnh quá. Ồ, mỗi người mỗi bệnh hả? Dạ.
Mưa ngọt là ướt là mau ngọt. Dạ. Mưa muối này nó non nè. Cái này là mình trồng hay là nó tự mọc anh? Tự mọc anh. Dạ. Nó có trồng tự nó mọc lên. Anh em hỏi anh như thế này nè. Rồi sau lúc mà cái anh thời gian mà anh đi trị bệnh đó thì lúc đó ai sẽ nuôi mình ta? Lúc đó thì qua anh. Dạ. Lúc mà anh bệnh qua anh nuôi. Không không, sau này nè lúc mà mình đi đi giải phẫu thẩm mỹ nè. Cũng có ngọn cô chủ quán rồi. Cô chủ quán nhà của anh đó. À. Rồi cũng có nặng rồi. Chấp nhận là nuôi mình ha. À. Rồi cô chủ quán nó khỏi bán luôn. Ôi gặp cô chủ quán tốt bụng nữa trời. Đó là ngồi buôn bỏ thôi ta nuôi rồi luôn. Còn nữ quán. Rồi cái cô chủ quán đó với mình là sao? Cũng như là ở khến thôi. Không có dòng họ gộn thịt được đó. Rồi chồng của cô chủ quán nó có chịu chấp nhận không? Cũng có, tại vì ảnh cũng thương anh lắm. Tại vì mấy năm nay anh cũng sống bên nhà cô chủ quán không à. Dạ. Mà phụ tiếp rồi đó. Mà con nước cô chủ quán rồi lo hết. Dạ. Thì mai mốt ví dụ như cô ba chị bán quán ngày được nhiêu thì mình gửi phụ thêm cho chị hay sao? Chị không có chấp nhận, của nó là ngưỡng mà sao mà được thẩu thật được cái mặt rồi ta nuôi, tôi có con ta nuôi mà. Ồ, lại thêm một tin nha. Vui, lại thêm một tin vui hay nghĩa ha. Rồi bây giờ mình vô nhà đi, em đứng đây hồi nắng quá nè. Dạ, nhiêu đó là mình ăn, anh ăn là ngon lành coi. Ở miền Tây là như vậy anh Mến ha. Ở ra ngoài sau thì trên này là rau, dưới này là cá nè. Ở đằng sau nữa có ruộng, có gạo. Nói thật ra thì sáng Bùi Hồ với lại bạn Nghĩa Trần Độc Lạ Tâm Linh á, không có điện cho anh Mến hay để coi như là một bất ngờ. Thấy cái gương mặt anh hôm nay trên cái gương mặt lộ rõ hẳn cái niềm vui của mình đó. Cũng có mùa xuân trở lại. Ngồi ngoài này đi anh ơi, em thích ngoài này hơn. Lấy ghế ngồi ngoài này đi. Anh, coi như là hai anh em mình nó có một cái duyên. Và cái duyên của hai anh em mình để có được cái duyên đó thì cũng nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cũng cảm ơn ở đây thì Bùi Hồ xin thay mặt anh Mến xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như ở ngoài nước đã động viên Bùi Hồ chở anh Mến lên Sài Gòn để xem cái việc tái tạo lại gương mặt cho anh. Thì nhân cái cơ hội đó thì anh mới có cơ hội tìm lại cuộc đời như ngày hôm nay. Thì trước mắt thì quãng đường ở phía trước thì cũng còn dài. Và nó mong nó sẽ thuận lợi trong tất cả mọi thứ trong quá trình anh đi tái tạo lại gương mặt ở Sài Gòn. Thì sau thời gian em đăng video clip của hai anh em đi Sài Gòn đó, thì có rất nhiều Mạnh Thường Quân lại tiếp tục hỗ trợ tiền cho hai anh em mình sau chị Tommy Nhàn. Thì anh Mến, em có thông tin với anh như thế này. Thì cái số tiền hôm trước anh nói là em nói với anh là em với anh sức cái số tiền quỹ mà chị Tommy Nhàn gửi cho em là 3.052.000, với lại một chị giấu tên ở Bến Tre là 1.000.000 đồng nữa là 4.052.000 để làm cái chi phí đi đứng ở Sài Gòn. Nhưng mà thôi thì cái chi phí đi đứng đó em sẽ chịu hết, em sẽ chịu, coi như là em một chút ít phần nào ha, em sẽ chịu hết cho anh. Và cái tiền Mạnh Thường Quân gửi cho anh thì nó sẽ là của anh hết ha, để trong cái thời gian mà mình đợi để lên Sài Gòn khám bệnh thì mình nghỉ lao động rồi thì mình sẽ dùng một ít tiền để mình xài trong khoảng thời gian này, và một ít tiền còn lại đó thì mình sẽ để dành chi phí lúc mình điều trị ở Sài Gòn trong quá trình mình ăn uống. Thì em chia sẻ với anh như thế này, thì em đã trước mắt thì em đã nhận được 13 Mạnh Thường Quân cá nhân cũng như là tập thể đã tài trợ cho anh với cái số tiền còn một số Mạnh Thường Quân tài trợ nữa nhưng mà em chưa nhận được, thì em chưa đọc tên ở đây. Thì đây là cái số tiền 13 Mạnh Thường Quân đã tài trợ là 32.952.000 đồng và 400 USD em sẽ trao cho anh. Thì ở đây gồm có là chú Vàng ở Úc 12.400.000 đồng, chị Tommy Nhàn Úc 3.052.000 đồng, cô Mai Dung ở Mỹ 4.000.000 đồng, Việt Kiều Úc giấu tên 7.000.000 đồng, chị Võ Hồng Hạnh 1.000.000 đồng, chị Tiết Lan quận 10 1.000.000 đồng, chị Thiết chị Chi 1.000.000 đồng ở Tây Ninh, chị Yến Loan 1.000.000 đồng, Đoàn Hoàng Trang 1.000.000 đồng, chị Nguyên Phương 1.000.000 đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên 1.000.000 đồng, chị Phương Ngọc 200 đô, Câu Nguyễn 200 đô, tổng cộng số tiền của mình là 3.952.000 đồng và 400 USD. Thì
Nè đây nè, đây là 400 USD của mình nè. 32.952.000 đồng. Thì chút xíu nữa anh sẽ đếm lại ha. Đếm lại xem coi nó đủ không. Tại vì em nhận thì em sẽ ghi lại hết. Em mới thống kê được đến thời điểm hôm nay. Hôm nay là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 5. Thì đó là cái số tiền của mình. Thì cái số tiền của này thì theo em nghĩ á, thì mình sẽ có một cái số tài khoản rồi đúng không anh? Anh có nhớ số tài khoản của mình không? Vâng. Anh có thể đọc cho mọi người nghe số tài khoản được không? Số tài khoản của anh là 670 4262 145104. 670 4262 145104. Của anh là ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Tân. Đó là số tài khoản của anh Mến. Khi mà cô bác quý anh chị có muốn ủng hộ cho anh Mến thì sẽ gửi vô trực tiếp số tài khoản đó. Thì anh Mến ơi, cái số tiền này thì mình sẽ gửi vô số tài khoản của mình nha. Dạ thì khi mà anh nhận được cái số tiền này và nhận được một cái tin vui từ bác sĩ thì hôm nay cái tâm trạng của anh như thế nào? Trước tết thì con gọi là cảm ơn các anh thường quân, trong nước và ngoài nước, người ta ủng hộ tinh thần gặp gấp cho anh để anh có cái thứ tự lẹo rồi tự khuôn mặt. Một lần nữa em xin cảm ơn các anh nhỏ. Thì nói chung là cái tâm trạng của anh thì là rất là vui mừng lắm. Hẳn là trong cái thời gian nó trôi qua ngao á, đúng mình không hao tuần nữa rồi như thế nào. Nói giờ nó là cái tâm trạng vững tả không được, nó mừng nó vui dữ dằn luôn. Với lại tiền ở trong tài khoản thì mình cố gắng bây giờ mình tích lũy trước. Mình mở sổ tiết kiệm vào ngày thứ hai. Anh nhờ chị mở sổ tiết kiệm gửi vô 50 triệu ở trong đó. Ha, tại vì mình để tiền trong nhà nhiều cũng không có tốt. Tại hôm trước thì em với bạn Nghĩa Trần đọc lại tâm linh tính qua anh ngày hôm thứ bảy. Nhưng mà ngày hôm thứ bảy thì em có lên thầy của anh, em cũng có gửi một số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho thầy. Nên là nữ là hôm nay chủ nhật em mới qua được anh. Không ngờ gặp anh ở ngoài sau lại hái rau muống ở ngoài sau ăn cơm. Thì em lần nữa Bùi Hồ thay mặt anh Mến, thay mặt tất cả các Mạnh Thường Quân đã giúp sức cũng như giúp công để giúp đỡ cho anh Mến đến thời điểm này, và mong Mạnh Thường Quân sẽ đồng hành cùng anh Mến cũng như là Bùi Hồ trong những cái hành trình tiếp theo. Thì trong thời gian tới đó thì nếu như mà anh mổ vào ngày thứ bảy thì em có thể đi lên cùng anh được, nhưng những ngày thứ khác em phải đi làm nên em không có thể đi được, và em sẽ thường xuyên lên thăm anh ha. Rồi chào anh và hẹn gặp lại ha anh ha. Cảm ơn anh.